ôi trời đất ơi sao hôm nay anh này dữ dằn vậy mỗi ngày ảnh hiền như cục đất mà ta ở cấp độ nhẹ hơn có rất nhiều người bình thường thì không thấy vấn đề gì đâu nhưng khi đụng chuyện đặc biệt liên quan đến quyền lợi cá nhân thì lúc đó mới lộ rõ nguyên hình vậy vấn đề đặt ra là làm sao đọc vị được người đối diện để giảm số lần ta nhìn nhầm người Ba Linh sẽ gửi đến cho bạn khóa tương tác nhân tướng học căn bản, sẽ giúp bạn phần nào lý giải được những vấn đề này. Các bạn lưu ý, đây chỉ là khóa nhân tướng học căn bản, còn các khóa nhân tướng học nâng cao sẽ giúp bạn nhìn ra được ẩn tướng, những phức tạp về con người. Tuy nhiên, với khóa nhân tướng học căn bản này cũng sẽ giúp bạn rất rất nhiều trong việc đọc vị người đối diện. các chuyên gia ba lên với hơn 20 năm kinh nghiệm đảm nhận các chức vụ giám đốc điều hành giám đốc kinh doanh giám đốc nhân sự tại các tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau của anh pháp đức mỹ singapore việt nam đồng thời hiện đang sở hữu các học viện tiến sĩ thạc sĩ cử nhân sẽ là người đồng hành với các bạn trong bài giảng ngày hôm nay giới thiệu thêm về những chuyên gia này bật mí với các bạn nha cùng với nhau họ đã phát triển thành công công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam cùng với khát vọng cháy bỏng. Phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước nhằm giúp tăng thu nhập của bạn, của người Việt Nam trong tốc đầu ASEAN. Dù chỉ là khóa nhân tướng học căn bản mà thôi, nhưng nó lại hại lắm nha. Bởi vì khi học khóa học này, bạn có được 3 lợi ích sau đây. Đầu tiên, bạn chính bạn sẽ hiểu rõ về chính mình ừ, Vậy cũng nói nữa trời Tôi thì hiểu tôi rồi ừ, Bạn hãy thành thực với bản thân mình xem nào Bạn đã thực sự hiểu 100% về bản thân mình chưa Lợi ích thứ hai Hiểu mình mới hiểu được người Các bạn sẽ đọc vị được người đối diện Lợi ích cuối cùng Bạn sẽ có được công cụ để tuyển được những người đồng đội như ý Khóa học này sẽ dành cho giám đốc điều hành giám đốc nhân sự, các cấp quản lý, người làm nhân sự hay bất cứ ai muốn giao tiếp tốt hơn. Với kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Palin luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt, bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia và bạn được tải về các nội dung quan trọng được các chuyên gia nghiên cứu, chắc lọc gọn để bạn tra cứu cho nhanh. Các tài liệu này lần đầu tiên xuất hiện nên Palen cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Palen bằng cách không chia sẻ, không phát tán bất kỳ nội dung nào của khóa tương tác này. Xin cảm ơn các bạn. Khi đến với khóa học tương tác này, các bạn sẽ được tìm hiểu về 7 nội dung chính. Đầu tiên là những cam kết khi học nhân tướng học. Nội dung thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt là Tam Đình, Ngũ Nhạc, Ngũ Quang thần khí sắc sẽ là ba nội dung tiếp theo. Các bạn nghe từ ngữ có vẻ hơi lạ tai nhỉ? đúng rồi, vì đó là những từ ngữ chuyên môn mà nếu muốn khám phá bí ẩn đằng sau những từ ngữ lạ tai này, thì các bạn hãy nhớ đăng ký khóa học nhân tướng học căn bản ngay nha. Series các khóa học liên quan đến nhân và tâm tướng của Ba Linh hiện đang có khóa nhân tướng học căn bản nhân và tâm tướng trong tuyển dụng nhân viên bốn loại người khác nhau trong nhân tướng học nhân và tâm nhà quản lý nhân và tâm nhà sáng lập khởi nghiệp các bạn muốn tuyển được đúng người trở thành nhà quản lý xuất sắc thành công trong sự nghiệp startup lập nghiệp của mình thì tôi khuyên bạn nên tương tác hết cả năm khóa này khóa học online với hình thức học hoàn toàn chủ động mới mẻ chất lượng Tương tác với các chuyên gia sẽ giúp bạn có nhiều kiến thức hơn, sẽ dễ dàng áp dụng ngay vào thực tế, các bạn nhé. Để lập nên sự nghiệp, bạn cần có người đồng hành. Hãy để bạn là triệu phú công cụ chọn nghề, hành nghề đầu tiên của Việt Nam trở thành bạn đường trên con đường thành công nhanh và bền vững của bạn. Mọi chi tiết mời bạn truy cập vào website vkep vkep bạn là triệu phú com Ba Linh, chân thành cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.